Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Live anh em nhé. Và mấy hôm nay thì anh em hỏi mình rất là nhiều cái vấn đề đó là cái pha hắc thần ở đâu và làm sao để có hắc thần và tại sao mình không thể làm map thần hắc thần ở những cái map này thì mình sẽ giải thích trong video này luôn được chưa anh em? À và trước tiên thì mình sẽ chia sẻ một số cái suy nghĩ của mình nha anh em. Ờ, thế này thì thời gian gần đây thì nó sẽ có rất là nhiều bất về game tại vì game nó mới update á, bất rất là nhiều và có rất là nhiều người sử dụng những cái bất đó để Uh, tận dụng sức mạnh cho mình các kiểu thứ thì dẫn đến tình trạng là một là họ sẽ bị ban bị cấm các kiểu thứ mấy ngày mấy ngày xóa phần thưởng này nọ và một phần nó cũng sẽ gián tiếp phá game các kiểu đó, nên là anh em cũng hạn chế đi và những cái lỗi đó thì mình nghĩ là anh em nên cố gắng báo cho nhà phát hành game ở bên discord của nhà phát hành game hoặc là fanpage ấy, để họ thích đi thì game nó sẽ công bằng hơn chơi nó sẽ công bằng hơn và nó sẽ hay hơn về sau game cũng sẽ phát triển nha còn nếu như anh em cũng cứ chân dụng cái việc xài bớt đó thì nó dẫn đến tình trạng là game sẽ sập mình đã thấy rất là nhiều game sập vì điều đó rồi chưa đâu mình chắc không sao nhưng mà mình nghĩ là cũng không nên như vậy được chưa đó, suy nghĩ của mình thôi rồi trở lại video nha thì à, nói trước thì cái vấn đề hắc thần á thì trong thời gian đây thì nó đã bỏ rồi trước mắt thì nó sẽ chắc chắn là sẽ không có bên thôn thu lê là khu vực bên map này nó sẽ hoàn toàn biến mất không có dù anh em làm bất cứ cái nào nữa cũng không có nhưng mà anh em có thể farm nó ở bên map gọi là lục địa phía đông và chỉ duy nhất lục địa phía đông thôi được chưa anh em đây lục địa phía đông vào đây hắc thần bây giờ nó sẽ thay đổi nó chỉ có một cái biểu tượng hắc thần thôi chứ nó không có kiểu như là mây mù sương lối gì nữa anh em ha nó chỉ như thế này thôi và theo mình thì uh, sẽ có ở dưới được thấp nữa đấy nhưng mà mình tính farm thì mình sẽ tính từ anh hùng trở lên thôi ví dụ như em thấy ở đây có anh hùng là nó sẽ có h thần tám này đấy hoặc là trên tinh hoặc trên cái kinh thiên thì nó cũng sẽ có h thần tám và mục đích chính của anh em khi mà anh em chơi cái này thì phần lớn là anh em cũng sẽ đi farm đá farm dây chuyền thôi nhưng mà dây chuyền ở mùa này á nó có một cái điểm dở là khi mà anh em farm ấy thì nó sẽ không thể nào mà ra được cái dây chuyền đúng ý như anh em như cái season không được season một được tại vì nó chỉ có một số duyên nhất định thôi nên là những cái anh em nào mà anh em thấy những cái duyên lạ 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 thì anh em có thể report lên nhà phát hành nha ví dụ như là dây chuyền mùa giải mùa giải này á mà mà, mà có ví dụ như sức lực chỉ huy hay là chuyện cái buộc thì anh em nên report nhưng mà điều kiện là phải bên thuần túy nha ví dụ như anh em bên thuần túy mà anh em thấy nó xài dây chuyền lực rồi cái cái duyên thứ hai á là sức lực chỉ huy á thì mình nghĩ là anh em nên báo cáo nhà phát hành đi mấy thanh niên đó là có có khả năng gọi là gian lận khá là cao ha khả năng gian lận đó anh em đấy được chưa anh em rồi với lại việc farm hắc thần này thì nó sẽ có một số cái bất liên quan đến con đời ruôi với lại pháp sư này nọ nói chung là nhiều con lắm nó sẽ farm được rất là nhiều con này thì cái việc mà anh em farm đá để tiết kiệm thời gian thì ok hợp lý nhưng nếu như mà anh em dùng nó để farm dây chuyển cái kiểu thứ thì có thể anh em sẽ bị uh, chặn này nọ ha nó đó là vấn đề của anh em tự quyết định mình cũng không có quyền nói được chưa anh em còn đi hắc thần thì chủ yếu là mình sẽ kiếm cái đá này cái đá này nè đá đá này và đá này và mùa này thì nó sẽ không có thần hóa không có gì biến nên chủ yếu anh em đi anh em chỉ có thể kiếm được cái việc gọi là nâng cấp ví dụ nâng cấp duyên phận ví dụ như thế này hoặc là anh em nâng cấp một cái dòng nào đó lên cái màu tím như thế này vậy thôi chứ anh em không thể nào mà thần hóa hoặc là gì biến được nữa bây giờ anh em những đồ thần hóa và dị biến bây giờ nó là chôn và dị bản rồi và nếu như anh em nào bên xe bờ thần túy mà thấy thanh niên nào cầm đồ thần đồ thần hóa hoặc đồ dị biến thì anh em nhanh trí rì bọt chắc chắn là hết chắc chắn là hết có hất mới làm được như vậy thôi tại bên đó không được sử dụng lại đồ cũ mà em không được mang lại đồ cũ luôn em, không có cách nào hết đó nha được chưa anh em còn khi mà anh em đi thì anh em đi hất thần 8 với lại đi hất thần thì mình nói thật là hất thần mùa này nó đã bị nếp sức mạnh rất là nhiều hất thần bây giờ giống như một con mũi á nó giống như quái thường rồi đó anh em quái vật rồi bốt các kiểu cũng yếu đi rồi nói chung là đá nó cũng ít nói chung là vậy rất là nhiều thứ khác và để đi farm dây chuyền thì mình vẫn có thể dùng cái tiếp của mình đó chính là mình skip cái tầng 8 ha mình skip cái, cái h thần 8 thôi mình chạy thẳng tới bốt để mình có thể farm, ví dụ như mình đang làm đây mình chơi nè mình cứ skip thôi mình chạy thẳng tới Ờ uh, về cuối game sau đó mình đánh hai bốt và theo mình nhớ không lầm thì ở cuối nó vẫn là hai con bốt thì mình có thể tận dụng farm được những cái đồ ở bên map này được chưa nè rất đơn giản đó anh em thấy nè nó có hai con nè đó thì mình có thể farm food và farm tài nguyên ở cái khu vực này cũng được được chưa nè ở đây thì nó cũng đã bỏ mất nó cũng bỏ luôn cái bút gọi là rớt cái thẻ này nọ rồi nên là anh em farm ở đây vẫn khá là cực được rồi, anh em nè nó bỏ cái bức này nè và hát thần 8 thì sức mạnh nó bây giờ nó rất là yếu nó kiểu giống như là hát thần 6 thôi hát thần 6 hoặc là hát thần 5, 4 thôi yếu xìu à mới lại thêm một phần nữa là anh em đi anh em phải đi từng level lên khó chịu lắm ngày xưa anh em đi hát thần thì anh em bấm một cái vô là bấm tầng 8 luôn còn cái này thì lúc đầu anh em chưa đi thì anh em phải đi từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, 7, 8 vậy đó kiểu vậy á và anh em thấy đó à, bây giờ hát thần nó sẽ nhìn rất là mờ màu, màu nhạt ha còn cái về cái tính năng khắc thần này thì theo nhóm hành game thì một lúc nào đó họ sẽ quay lại thôi rồi giờ anh em và thần hóa diễn biến một lúc nào đó sẽ quay lại nhưng mà chắc là mùa này sẽ không rồi giờ anh em và bên bên map thu lê thì nó sẽ không bao giờ có nha anh em nhé rồi giờ anh em và nên nhớ là đồ hắc thần ấy thì nó sẽ uh, chỉ có thể làm được như vậy thôi mùa này chỉ có thể làm duyên phận thôi chứ không có thể làm được những cái chức năng khác nữa ví dụ như mình bấm ở đây để xem nó có thông báo không nhé mình bấm ở đây thì anh em thấy đây là bây giờ mùa này thì nó sẽ không có liên quan cái gì tới gọi là thần hóa dị biến nữa ở đây mình có thể cường hóa mẫu từ đại cường hóa mẫu từ thôi được chưa anh em đây đây đại có duyên vận 27 phần trăm mẫu từ 55 và đại cường hóa 18 phần trăm nâng cao thì nó sẽ cao hơn đúng không rồi như ủa hai cái này nó cũng như nhau nên 55 18 27 mình thấy nó cũng có thì thay đổi nhiều nha xuất hiện từ mẫu cấp 4 cho lên à bên bên này thì nó sẽ cao hơn một chút ha đấy nó không có gì biến không có thần hóa nữa được chưa nè biết là như vậy ha rồi à, có một cái mẹo cơ bản mà mình muốn giới thiệu anh em khi mà anh em cày duyên ở cái season này giả dụ như anh em cần những cái duyên chiều hồi chế bột chứ mà các thần hoặc là những cái ví dụ như tăng cường sức mạnh ha các thần này nè thì anh em có thể tận dụng mùa cũ nếu anh em chơi nhân vật mùa giải hoặc là anh em có thể dùng một cách rất là đơn giản thôi Đó chính là mình sẽ à, trở lại mình sẽ trở lại cái nhân vật ở mùa trước nhân vật mùa trước sau đó thì mình sẽ tận dụng những cái số đá dư uh, mình sẽ ví dụ cho anh em xem nha ví dụ đây mình có một cái nít ở đây mình có một cái nít mùa trước ở đây ví dụ như là đừng nói nó xóa hết như ở đây ví dụ như con druid mùa trước đây đấy thì cái cách này nó giúp cho anh em dễ biêu duyên thời gian đầu cũng như là tận dụng tài nguyên để anh em có thể gọi là uh, build tốt hơn ha cũng như là đồ khởi đầu khi mà anh em chưa chuẩn bị á thì nên giả dụ giả dụ thôi giả dụ ở đây thì mình đang cần một cái duyên ở đây thì mình xem có phù thủy không nhé mình xem mình có những phù thủy à mình có những phù thủy không không có những phù thủy giả dụ đi giả dụ đi giả dụ mình đang cần một cái hút máu đi và mình sẽ có một cái vòng cổ slide ở đây mình sẽ ghép một cái vòng cổ slide thì nguyên tắc chế tạo thì nó cũng sẽ giống y chang như bên kia luôn mặc dù đây là nhân vật mùa cũ nha mình sẽ y chang như bên kia luôn đó sau đó mình sẽ bỏ vào đây đó thì mình sẽ được một cái đồ ở season cũ này đó. thì mục đích chính của mình là mình làm gì mình đang cần một cái hấp thụ HP để cho anh em thì ở đây mình có thể cường hóa nó lên để lấy thêm búp cho cái mùa nhân vật mới đây nè nhưng mà rất tiếc là nó hết mảnh anh em hết mảnh này, hết cú rồi thằng này hết mảnh rồi chịu mà anh em ví dụ như thấy hấp thụ HP thì mình có thể về cái nhân vật đây là nhân vật mùa cũ nha anh em nhân vật mùa cũ và mình để ý đây nó sẽ có vải cả nồi đó. nó phá sạch đá luôn ạ à. quần thuận nó phá sạch đá luôn nhưng mà anh em cứ tưởng tượng nha thì ở đây mình có thể tận dụng những cái đá cũ nếu mà anh em chưa xài hết thì mình có thể đập nó nếu hên thì nó sẽ ra duyên phận Mục đích chính là mình sẽ lấy được cái duyên hút máu hoặc là những cái duy mình cần cho mùa sau đó ví dụ như hên hên thế này được ra duyên phận đi thì cái đồ này nếu như anh em tạo nhân vật mùa giải anh em có thể bỏ qua cho cái nhân vật bên kia sau đó thì anh em có sẽ có thể gọi là uh, có thêm một duy hút máu để dễ chơi đoạn đầu hoặc là ở giữa game cũng được nói chung là anh em có thể cường hóa lên nhưng mà tối đa thì Đồ cũ thì anh em chỉ có thể cường hóa lên tới gọi là uh, Cấp gọi là 50 thôi nha Tại vì anh em không thể nào được Nhưng mà anh em thấy ở đây là mình có thể lên Ủa sao cái này nó cũng hết vậy Nè nó cũng hết luôn nè anh em Đặt chưa Đó. Lại nha Đây hoặc là mình đập lên thì Mình có thể duyên nó đập phá chạch bách luôn Anh em mà thằng này nó đập ác thôi chứ Nó phá ác thôi chứ nó phá không còn một cái gì luôn <laughs> Được chưa anh em được chưa anh Hoặc làm với cái đồ cũ ví dụ như thế này đi thì mình có thể roll duyên. Roll duyên được chưa anh em? Roll duyên này, Đó. Và ở đây nó có một cái bức á, anh em biết không? Đây, nó có một cái bức á. Mà anh em roll nhiều thì nó sẽ nó sẽ văng còn nếu là thỉnh thoảng nó sẽ không văng, được chưa anh em? Rồi, nói chung là như vậy thôi. Trong video này thì mình nhắc đến bước được hắc thần này nọ, hạn chế sẽ bức anh em nhé. Mất công bị ban này nọ các kiểu thì cũng tội anh em. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé.